êm cửa hào khăn qua sóng sam tì xuân phố lắc hang ai êm là ý ơi nồng nhớ hù dệt bia trôi ai êm tàng là ý na ý du lắc bầu trôi lệ bia sang mi lô nhanh nhớ bên sao hê lớp kín hành âu phua lắng chiêng bầu hót chiếp sầy bầu hên ím mò ai êm lúc bà năm ca chờ ta bên tôn chờ ai êm chờ lơ cờ ngắm hờ luôn
cùng có mặt tại chương trình Đại Lễ Vũ Quy của đội bài trẻ Diệu Linh Văn Thân trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên cho phép anh Tú đưa thay mặt cho anh em trong ban tổ chức sẽ được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin được chúc cho Đại Lễ Vũ Quy của đội bài trẻ Diệu Linh Văn Thân thành công tốt đẹp ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đúng là tình yêu không phải là điểm bắt đầu mà là sự hoàn thiện của một cuộc hành trình kiếm tìm hạnh phúc. Và một hạnh phúc trọn vẹn là khi ta tìm được một người để yêu, để hiểu, để chung sống đến suốt cả cuộc đời. Giống như câu chuyện của đôi bạn trẻ Diệu Linh, Văn Thân, hai bạn gặp nhau trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Họ lựa chọn ở lại với nhau bởi sự tin tưởng và niềm tin. Và chú rể Văn Thân có thể đi khắp một vòng Sơn La chỉ để tìm một món đồ mà cô dâu Diệu Linh cần. Tình yêu đôi khi chỉ cần đơn giản như vậy, có một người vì mình mà sẵn sàng làm tất cả mọi việc, từ những việc lớn lao đến những việc bình dị nhất. Và ngày hôm nay, trước sự chứng kiến của hai bên gia đình cùng toàn thể quý vị, thì đôi vợ trẻ sẽ cùng nắm chặt tay nhau để cùng bước vào một cuộc hành trình mới. Cuộc hành trình mới được mang tên gọi là hôn nhân. Và ngay giờ phút này, xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng hướng ánh mắt của mình trở lại phía cánh cổng hoa, cùng chào đón hai gương mặt rạng ngời nhất, lung linh nhất của cuộc cưới năm 2024. Xin mời chú rể Văn Thân sẽ nắm chặt tay của cô dâu Diệu Linh và cùng bước lên sân khấu đăng quang hạnh phúc của mình. Và quý vị có thể vang lên một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón được không ạ? Thân mến và trên sân khấu lúc này đây là cặp đôi uyên ương rạng ngời nhất, lung linh nhất của một cưới năm 2024, chú rể Văn Thân, cô dâu Diệu Linh. Và quý vị có thể dành tặng cho đôi bạn trẻ của chúng ta một tràng vỗ tay trị giá 5 tỷ đồng được không ạ? Vâng ạ, chắc là cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đúng là chú rể Văn Thân cũng đã đi khoảng một vòng trái đất rồi ạ. Nhưng mà anh chỉ gặp đúng một người duy nhất anh thương. Anh thương cả sớm cả chiều, thương cả ngày này và lẫn cả ngày mai. Tình anh thì biển rộng sông dài, càng nặng tình nghĩa thì lại càng giàu tình thương. Mà cha mẹ đến nay mái tóc cũng đã điểm xương, càng yêu dâu thảo thì lại càng mến thương sẻ hiền. Chính vì lẽ đó trong buổi trưa ngày hôm nay, để cho chương trình Đại Lễ Vũ Quy của đội bạn trẻ thêm phần đầy đủ, sang trọng, lịch sự hơn rất nhiều, thì cũng xin được kính chuyển lời mời tới hai vị đại diện bên phái đoàn hoặc gia đình nhà trai, cũng như hai vị đại diện bên phái đoàn hoặc gia đình nhà gái sẽ cùng trở lại với niềm vui, niềm hạnh phúc này. Một lần nữa thân ái kính mời đại diện của hai bên gia đình ạ. Và đến giờ phút này xin được kính chuyển lời mời tới hai vị đại diện bên phái đoàn hoặc gia đình nhà gái cũng như hai vị đại diện bên phái đoàn hoặc gia đình nhà trai sẽ cùng trở lại sân khấu cùng với cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Một lần nữa tạ lại kính mời. Vâng ạ, về phía phái đoàn hoặc gia đình nhà gái có bố Lầu Văn Nguyễn và mẹ Hoàng Thị Xúa cũng sẽ bước lên sân khấu và đứng sát bên người con gái thân yêu của mình trong buổi trưa ngày hôm nay đi ạ. Tạ lại kính mời. Và bên phía phái đoàn hoặc gia đình nhà trai sẽ có hai vị bác trưởng đoàn và phó trưởng đoàn của đại gia đình cũng sẽ cùng trở lại với chú rể với niềm vui, niềm hạnh phúc này đi ạ. Thân ái kính mời. Quý vị thân mến, đúng là một năm thì luôn bắt đầu từ mùa xuân. Và tình yêu của đôi bạn trẻ đã đủ năm đủ tháng, đủ tiền đủ gạo, đủ đạo làm chồng, đủ công làm vợ, đủ cả chữ nợ lẫn chữ duyên, đủ cả quan viên bốn họ trong buổi trưa ngày hôm nay. Để đón tiếp tới toàn thể quý vị thì xin mời cô dâu và chú rể cũng đại diện hai bên gia đình sẽ cùng quý chào thật sâu tới toàn thể quý vị đi ạ. Xin mời. Vâng ạ, một tràng vỗ tay trị giá 5 tỷ đồng đi ạ toàn thể quý vị. Vâng, chân thành cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đúng là yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của mỗi con người, là món quà quý giá nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Và khi đã yêu nhau, đôi bạn trẻ sẽ cùng nhau trải qua những cung bậc, những thâm trầm cảm xúc khác nhau. Và họ yêu nhau đến hôm nay thì cầu tươi thì cũng đã bộ mà chầu này cũng đã thắm duyên. Và đôi bạn trẻ đã từng nguyện ước với nhau rằng mơ ước gì em hóa thành bèo, còn anh là nước sòng lèo có nhau. Mơ ước gì em hóa thành câu, anh hóa thành chầu, mình bên nhau đến trọn đời. Ước gì em là cô dâu, anh là chú rể, chúng mình cưới nhau. Đúng là chờ năm tháng mỏi mòn, và ngày hôm nay đây chính thức không còn mộng mơ. Một ngày đẹp nhất, một giờ đẹp nhất là giờ này đây. Hôm nay thứ hai, ngày mùng 2 tháng 12 năm 2024, tức ngày 02 tháng 11 năm Giáp Thìn, tại gia đình nhà gái Bản Đán, xã Trị Sàng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Và đến giờ phút này, không để quý vị phải chờ lâu thêm một giây phút nào nữa,
MC Anh Tú, người kết nối cho chương trình và thay mặt cho ban tổ chức xin được phép trịnh trọng tuyên bố chương trình Đại Lễ Vô Quy của đôi bạn trẻ Diệu Linh Văn Thân, Văn Thân Diệu Linh xin chính thức được bắt đầu. Và xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng vang lên những bầu trường tay thật lớn nhé. Sao lại muốn mất chấp tận phò mẹ phía đọc này em Hà Sương. Sao lại trên lúc trường bản lúc phủ trà đi, lúc bí thư lúc phủ trà quang phủ trang thánh sẵn lại bản mức ứng mà hồng. Rồi chi em xương ý trang rộng cơ mẹ nát tiền. Rồi chương xương ai thành niên tuổi nó sòng say sàng sao. Cùng chương trình chúc mừng đám cưới hở phụ nữ nóng của kính ai mà nị xúc khỏi gọi là nhìn rất là muôn trời để mong tàng quang hở ái em của xã tàn ai cứ và sỏng phải châu hơn cùng kính ai mà nị hoa có đến ngồi tại chào với ai vẫn thần hao có biển báo lại quay lạ phí có phí chăn có bườn với bườn thường mà ai còn nhắc lại sửa bát hùa lúc qua có sửa bát bá lúc lấy hay tù hơn ở bài in chân thì ai còn chẳng lại bỏ phí ỏ điệp mương bỏ phí phương liệp nằm bỏ phí nòi khảo kéo điệp mương chân thì bườn có chẳng lại mắc bỏ nào sao có chẳng lại mắc bỏ báo chân lại mắc bỏ nòng diều linh xuống lại bản đán chính sáng mà lợi chẳng mà muốn trải tè na xuống mây chân kỳ y xuống ải xuống êm và nhắc ngăn hà lành bởi đi biết chăn mười sẵn biết chép mười lẹp chép đi bí chết bởi mà chân lại phải tổ chức vắng nòng xuống bóng pi bóng nòng bản cuốn áo cắn mái ỉn má muôn mơ bò lưu sọt lạt tòi sòng phái châu hơn xuống khỏi và có bóng mỹ khuất lại gần xưa sọt tàng quang hở ải em phú ra tàn ai cơ và sòng phái châu hơn sau lại trước cả phù biệt phú bên ra bên ta bên nay pha cả hào hạn khăn mạnh phù diệt về bản tướng chờ bắn và diệt quán nước tướng chờ hụ phù phải chờ cả lấy ý lại không và giữ nòng xuống hai và tôi nhớ ai thầu em cả ai phải cả nà lón lành lao ở xung mai bảo xào và người chủ chơi chân khăn chúc hạ phòng mẹ bên nòng hoang minh cùng kính ngay mini pha cả hào hăng khăn mạnh phải hay ở lửa ma bay na ở lửa tàu cáng mỏ vậy khẩu nhớ hai lại ma phù phù mà phù lại mất tay to khó bùng nước pin nòng nước phù mà phùng mất này to cầm bằng phù mà mặn hậu là mặn luồng cơ phùng hồ là bạc đức bì ở đây nữa hào hăng xiềng sáng đã phòng mẹ bên nòng hát sướng bản của ngao nữa. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và đó là đôi lời phát biểu thay mặt cho hai bên gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và đến giờ phút này để cùng chúc mừng hạnh phúc cho hai con hai cháu của mình, thì về phía phái đoàn hai gia đình nhà trai chúng ta cũng sẽ có nha. Vâng ạ, về phía phái đoàn hai gia đình nhà trai chúng ta cũng sẽ có những món quà để dành tặng cho hai người con thân thương của mình nhân ngày hạnh phúc. Một lần nữa thân ái kính mời đại diện của gia đình nhà trai ạ, thân ái kính mời. Bay điệp cuối xuân mà chưa buồn lùng mi tay lên muôn thay mặt của cái lời cho cô dâu và chú rể xin được chân thành cảm ơn những món quà đến từ phái đoàn hội gia đình nhà trai ngày hôm nay. Nó có chiếc kiềng màu vàng để hành tặng cho hai con hai cháu người con người cháu sau này. Còn một lần nữa nữa lời cho cô dâu chú rể xin được chân thành cảm ơn bố mẹ trong buổi trưa ngày hôm nay rất nhiều ạ. Nào rất tình cảm trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn mẹ đã có những món quà để dành tặng cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay nhân ngày hạnh phúc. Và đến giờ phút này xin mời bố mẹ ở bên phái đoàn gia đình nhà gái chúng ta cũng sẽ có những món quà thật tươi thắm nhất để dành tặng cho hai con hai cháu của mình ạ. Vâng ạ, thân ái kính mời. Chúc bố mẹ, chúc
chức tân hợp hoa sương lượt tay cù triển vầy tòi lý tay lầm công ai liền hết sức lán phương và công em liền sức nằm lầy hủy bó nhất trẻ ải có hay bó tết cùng khúc nông nơ nhất trẻ em bút miền lựa chớ bị say ăn chắc chứ lưu ải ó em xỉnh em lưu lạ lưu xài có em nơ và đó là đôi lời phát biểu thay cho đại diện bên phải đoàn gia đình nhà gái hôm nay. Và xin mời bố sẽ cùng trở lại trao những món quà kỳ vật thiêng liêng nhất dành tặng cho hai con của mình ạ. Thân ái kính mời. Và đến giờ phút này cũng xin được kính chuyển lời mời tới gia đình ông bà ngoại ạ. Cũng sẽ trở lại với những món quà thân thương của mình để dành tặng cho hai con hai cháu của mình nhân ngày hạnh phúc ạ. Vâng ạ, thân ái kính mời ông bà ngoại ạ, sẽ cùng trở lại với điểm vui niềm hạnh phúc này ạ. Thân ái kính mời. À, thật thiêng liêng và ý nghĩa nhất ạ, thân ái kính mời. Tuyệt vời và một lần nữa xin được chân thành cảm ơn gia đình rất nhiều. Và đến giờ phút này xin được liên tục kính chuyển lời mời tới những phần quà vô cùng tươi thắm đến từ đại diện đến từ các gia đình của chúng ta. Và xin được kính chuyển lời mời tới ông Trương ạ. Xin được kính chuyển lời mời tới cậu Mự Phương Sơn. Xin được kính chuyển lời mời tới cậu Mự Thúy Vấn và cậu Mự Phương Điệp trong buổi trường ngày hôm nay. Và thân ái kính mời ạ. Xin được kính chuyển lời mời tới gia đình cậu Mợ Phương Sơn, cậu Mợ Thủy Vấn và cậu Mợ Phương Điệp trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ cùng với những món quà tươi thắm nhất của mình cùng nhau trở lại đi ạ. Thân ái kính mời. Thân ái kính mời đại gia đình của chúng ta sẽ cùng nhau trở lại. Tặng cho đại gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. À, rất ngọt ngào, rất tình cảm. Xin được kính chuyển lời mời tới gia đình anh chị Thúy Đức ạ. Và xin được kính chuyển lời mời tới gia đình chú Thuấn Ngân, chú Dũng Ngân ạ. Mặt lại kính mời ạ.
tuyệt vời, rất ngọt ngào trong buổi trưa ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được chân thành cảm ơn tình cảm của đại gia đình rất nhiều ạ. Và đến giây phút này xin được kính chuyển lời mời tới một món quà vô cùng đặc biệt đến từ bạn thân của cô dâu ạ, bạn Hà. Vâng ạ, xin mời bạn Hà sẽ cùng trở lại với món quà thân thương của mình dành tặng cho người bạn thân tâm đắc nhất của mình. Những món quà thật thiêng liêng và ý nghĩa nhất ạ, thân ái kính mời. Đôi vợ trẻ những ngày hạnh phúc đúng không ạ? Và một tràng vỗ tay trị giá 10 tỷ đồng được không ạ, toàn thể quý vị? Vâng ạ, rất là cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, chắc hẳn là đôi vợ trẻ cũng đã cảm nhận được tình cảm đến từ toàn thể quý vị cũng như đại diện của hai bên gia đình rồi. Và đến giờ phút này xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng nhường lại những bông hoa tươi thắm để cho các đại diện vâng ạ, để cùng nhau tiến về phía tháp bánh tình yêu để cùng chia ngọt sẻ bùi trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Xin mời đôi bạn trẻ cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Thân ái kính mời. Vâng ạ, xin mời anh chị ạ sẽ cùng nắm chặt tay nhau đi ạ. Vâng ạ. Và xin mời anh chị sẽ cùng nắm chặt tay nhau ở phía trước dĩa, chiếc dĩa. Vâng ạ, sẽ cùng nhau cầm lên chiếc dĩa của chiếc bánh ạ. Vâng ạ. Và cùng nhau dùng tay trong tay cắt lên ba đường thẳng ạ. Ở phía chiếc bánh gato tình yêu ngọt ngào trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Rồi em để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Nguyện của em rất ngọt ngào, rất tình cảm. Và đến giây phút này xin mời và đến giây phút này xin mời cô dâu sẽ dùng một ít bánh kem vâng ạ, để bôi lên khuôn mặt đẹp trai của chú rể được không ạ? Vâng ạ, lấy một ít thôi vâng ạ, để đánh dấu chủ quyền vâng ạ. Rất tuyệt vời. Và đến giờ phút này xin mời chú rể cũng sẽ lấy một ít bánh kem để bôi lên khuôn mặt xinh đẹp của cô dâu của mình để cùng đánh dấu chủ quyền cho buổi trưa ngày hôm nay Xin được chúc cho tôi và trẻ sẽ có một tình yêu ngọt ngào như chính chiếc bánh gato tình yêu trong buổi trưa ngày hôm nay. Và đến giờ phút này xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến về phía tháp ly rượu nhé. Và chú rể sẽ bóc chiếc tem ra và mở chiếc khóa sắt ra, sau đó lắc chai rượu thật mạnh bằng sức mạnh tình yêu của anh sẽ cùng lắc chai rượu thật mạnh lên đi nữa đi vâng chú rể rất chuyên nghiệp đến giờ phút này xin mời chú rể sẽ dùng ngón tay cái của mình và cùng quy nắp chai rượu đi rất tuyệt vời. Đến giờ phút này xin mời đôi bạn trẻ sẽ cùng nhau tay trong tay rót lên phía tháp ly rượu tình yêu đi trái Vâng, rất tuyệt vời. Và đến giờ phút này xin mời chú rể vẫn sẽ đến tiếp tục với chai rượu thứ hai Vâng, xin mời chú rể sẽ mở khóa chai rượu ra. Khóa chai rượu thứ hai này rất mong muốn chính tay của cô dâu vâng em xin chỉ kịp nói sau đâu nên là chai rượu đã vụt ra nước mất rồi. Và đến giờ phút này xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng rót xuống hàng ly phía dưới để nâng lên đấng sinh thành ra mình trong buổi sáng ngày hôm nay nhỉ. Thân ái kính mời. Và xin mời đôi bạn trẻ sẽ cùng rót ra làm ba chiếc xúc để phần mẹ chứa hiếu phần cha của đôi bạn trẻ xứ tình. Và đến giờ phút này xin mời đôi bạn trẻ sẽ cùng nâng những ly rượu hiếu rượu tình để nâng đấng sinh thành ra mình trong buổi trưa ngày hôm nay Và xin mời chú rể sẽ nâng hai ly rượu về phía gia đình nhà vợ của anh. Và xin mời cô dâu sẽ nâng hai ly rượu về phía đại diện bên gia đình nhà chồng của chị Trước một bước đi thân ái kính mời. Và xin mời anh chị sẽ cùng quay mặt vào nhau, hoắc tay vào nhau để cùng uống rượu giao bôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và nhờ niềm hạnh phúc, niềm hân hoan này, toàn thể quý vị chúng ta đã cùng nhau trở lại để
dành tặng tới cô dâu và chú rể những món quà thật tuyệt vời nhất cũng như tình cảm của toàn thể quý vị. Và nếu như có thể trong buổi trưa ngày hôm nay, toàn thể quý vị chúng ta có thể rót rượu vào ly của mình và cùng dành tặng cho cô dâu và chú rể tập khoảng 10 giây thôi. Toàn thể quý vị chúng ta có thể rót rượu vào ly của mình và cùng nhau cầm lấy ly rượu hồng và cùng nhau đứng dậy được không ạ? Và cùng nhau đứng dậy để dô được không ạ? Vâng ạ, xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng dành cho cô dâu và chú rể cũng đại diện hai bên gia đình tầm khoảng 10 giây thôi ạ. Đồng bản của nào ơi. Vâng ạ, thân ái kính mời toàn thể quý vị ạ. Ôi em phải mau kịp nhớ lấy từng lần. Vâng ạ, thân ái kính mời toàn thể quý vị ạ. Chúng ta có thể với niềm hạnh phúc này cùng nhau đứng dậy để dỗ được không ạ? Vâng ạ, thân ái kính mời toàn thể quý vị ạ. Và anh Tú sẽ đếm 1, 2, 3 dỗ, 1, 2, 3 uống, 1, 2, 3 cạn, 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc. Toàn thể quý vị chúng ta đã sẵn sàng chưa? Bò mẹ bị đọc bản của ngâu ơi! Cả nhà mình ơi! 1, 2, 3! 2, 3! 2, 3 cạn, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc đi ạ! Chị Hồng trong buổi trưa ngày hôm nay ạ? Vâng ạ, xin mời ạ, xin mời anh chị ạ. Vâng, và đến giây phút này xin mời đại gia đình của chúng ta sẽ cùng quay mặt vào nhau để cùng chạm những ly rượu hồng của nhau trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin chúc cho tình thông gia hai nhà như một, bền chặt như keo sơn ạ. Thân ái kính mời. Vâng ạ, xin mời đại gia đình của chúng ta sẽ cùng uống cạn ly rượu hồng thơm ngon trong buổi trưa ngày hôm nay đi ạ. Thân ái kính mời. Vâng, rất tuyệt vời. Và đến giờ phút này xin mời đại diện của hai bên gia đình sẽ cùng trở xuống phía dưới trước ạ. Và đến giờ phút này xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng nán lại ở sân khấu trong khoảng một lúc chứ. Và xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng quay mặt vào nhau ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và đến giờ phút này xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu để cùng chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng nhất của cô dâu và chú rể. Và đến giờ phút này xin mời chú rể ạ sẽ cùng bằng một hành động đẹp nhất của anh để đeo nhẫn cho cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay được không ạ? Và chú rể có thể khuỵu một gối xuống để cầu hôn cô dâu mình trong ngày hạnh phúc được không ạ? Vâng ạ, thân ái kính mời chú rể bản thân ạ. Vâng ạ, vâng ạ, rất tuyệt vời. Và quý vị có thể dành tặng cho chú rể một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Đến giờ phút này xin mời cô dâu sẽ đeo lại nhẫn cho chú rể với niềm vui, niềm hạnh phúc này. Thật là hạnh phúc biết bao khi ngày hôm nay đôi bạn trẻ đã là của nhau. Xin mời đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ cùng giơ cao tay lên đi ạ. Cuối cùng của đôi bạn trẻ cũng đã được hoàn thành thành công tốt đẹp trong buổi trưa ngày hôm nay, là được như sự đóng góp nhiệt tình tới từ đó là bắt đầu ạ.
tình được không ạ? Thank you.
nha.